Xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui khi gặp lại các bạn trong video hướng dẫn hôm nay của mình. Với những hướng dẫn mẹo hay ở trên điện thoại iPhone và video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn và hướng dẫn cho các bạn cách các bạn có thể tắt những cái ứng dụng chạy ngầm ở trên điện thoại iPhone nhằm mục đích giúp cho các bạn việc giảm hao pin cũng như là tăng cái hiệu năng thời gian sử dụng của điện thoại iPhone lên nhé. Những bạn nào mà chưa biết cách hoặc là các bạn đang chọn nhầm cái phương pháp để các bạn tắt những cái ứng dụng chạy ẩn chạy ngầm ở trên điện thoại iPhone thì các bạn cùng theo dõi video này của mình nhé. Ok, rồi thì bình thường các bạn thường hay tắt cái ứng dụng chạy ngầm hay nói cách khác là cái ứng dụng chạy ẩn bằng cách nào? Thì có rất nhiều bạn có thể là đang sử dụng cách giống như mình làm như sau nhé. Các bạn vuốt đa nhiệm từ dưới lên. Đó, ví dụ như các bạn tắt như thế này, các bạn vuốt như thế này, các bạn tắt như thế này. Đó, thì theo mình các bạn không nên tắt các cái ứng dụng chạy ngầm theo cách đó nhé. Bởi vì mỗi khi các bạn tắt như thế, các bạn mở lại thì những cái ứng dụng đó lại phải load lại những cái dữ liệu từ đầu, thay vì nó sẽ chạy ẩn, nó sẽ ở nguyên đó, cái dữ liệu nó vẫn ở nguyên ở trên phần đa nhiệm. Rồi, đấy, thì mỗi lần khởi động lại như thế thì cái CPU và GPU lại phải hoạt động coi như khởi động lại từ đầu, thay vì các bạn để như thế nhá. Đây, mình ví dụ như cái ứng dụng này, đấy, cái ứng dụng phím tắt này chẳng hạn. Đấy, thì các bạn thay vì các bạn tắt đi mà các bạn chỉ vuốt cho nó về đa nhiệm như này. Đấy, khi mà các bạn mở lên, các bạn chọn phím tắt nhá. Đây. Đấy, nó vẫn còn nguyên như thế, vẫn còn nguyên ở cái mục này, thay vì nó sẽ phải load lại từ đầu. Đó. Thì cái cách này các bạn không nên bỏ qua, không nên sử dụng nhá. Đấy, các bạn không nên sử dụng cái cách đó. Rồi, và tất cả các cái hệ điều hành iOS các bạn dùng máy nào cũng thế, nói chung các bạn không nên dùng cái đó nhá. Chỉ trên những cái nền tảng Android thì các bạn có thể làm theo cái cách đó để nó tăng hiệu năng. Rồi, mà các bạn hãy thử cho mình, làm cho mình cách tắt ứng dụng ngầm như sau nhé. Đầu tiên các bạn vào phần cài đặt chung của máy này, các bạn chọn mục cài đặt chung, các bạn nhìn xuống cái mục là làm mới ứng dụng trong nền, các bạn bật lên cho mình. Đấy, chọn vào cái mục đó. Thì tại đây các bạn muốn tắt cái ứng dụng nào làm mới thì các bạn tắt đi. Ví dụ như mình tắt mấy cái ứng dụng này chẳng hạn. Đấy, tắt đi. Đấy. Rồi, tắt đi. Mục đích tắt của cái việc làm ứng dụng nền này thì các bạn muốn ứng dụng nào ấy thì mình không nói nhé. Còn cái tác dụng của nó để cho khi các bạn quá trình sử dụng nó hoạt động, nó sẽ không cập nhật, không update. Đó, để cho giảm hiệu năng của các bạn khi sử dụng nhé. Đấy, khi các bạn tắt như thế này thì có những cái bản cập nhật mới nào, những cái update nào nó sẽ không là mới, tức là nó không chạy trong nền ấy. Đấy, mặc dù các bạn vẫn đang dùng ứng dụng nhá, nhưng nó vẫn tiếp tục nó làm mới thì các bạn không biết được, nó sẽ giảm cái hiệu năng, ví dụ như nó sẽ gây chậm cái ứng dụng đó đi. Rồi, thì theo mình thì các bạn sẽ chọn cho mình một phần này. Các bạn nào đang để là wifi và dữ liệu di động thì các bạn hãy chọn là tắt đi nhá. Đấy, không làm mới ứng dụng trong nền, ok chưa? Hoặc là các bạn vuốt từ cái phần trên xuống, đấy, đến cái phần trung tâm điều khiển, các bạn bật cho mình cái chế độ là nguồn điện thấp, tích kiệm pin ý, thì lập tức cái phần làm mới ứng dụng nền tự động được tắt đi nhá. Nó sẽ, các bạn không cần phải vào đây để các bạn tắt nữa. Đấy, nếu mà các bạn bật trở lại, đấy, bật trở lại thì cái phần làm mới ứng dụng trong nền nó sẽ lại được bật lên. Đây, ví dụ như mình chọn phần dữ liệu di động nhá, ok chưa? Thì bây giờ các bạn vuốt cái phần tắt, bật chế độ tiết kiệm pin lên. Đấy, thì ngay lập tức nó tự động tắt cái phần làm mới ứng dụng trong nền. Thì các bạn hãy tắt cái tính năng làm mới ứng dụng trong nền này đi là hiệu quả nhé, giúp cho tăng hiệu năng cũng như là cái thời gian sử dụng pin của các bạn được ok hơn và kéo dài tuổi thọ hơn nhé. Ok, và đó là cách để các bạn có thể tắt cái ứng dụng chạy ngầm ở trên iPhone. Thì cái công dụng cũng như là mục đích của nó thì mình cũng đã nói rồi, đó là giúp cho cái việc giảm hao pin của máy cũng như là hiệu năng của máy được cải thiện, thời gian sử dụng được lâu hơn. Và nếu các bạn thấy video hay, nhớ để lại cho mình một like và một chia sẻ nhé. Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc là có bất kỳ những cái ý kiến phản hồi đóng góp, các bạn comment phía dưới phần bình luận của video nhé. Mình sẽ cố gắng phản hồi và mình sẽ tiếp thu. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình nhé.